Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình 0355 356 356 nha anh em. Bảo trình cái bàn nhỏ phía trước nha. Quy định mua máy thì cặp trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cặp 100.000 Viettel. Nhấn họ tên địa chỉ cùng với mua đăng cái máy cần mua nha anh em. Tiền cặp thì cứ trừ vào tiền máy lúc nhận hàng nha anh em. Còn mình này có ship code toàn quốc, mọi miền toàn quốc nha. Anh em nào mà chịu khó thắng thì mình bao ship nha anh em. Rồi, giới thiệu con máy đầu tiên trong clip hôm nay là em Ribey Dream nha. Này thì ít bé thôi, không có nhiều nha. Ribey Dream. Mọi hình như clip nha anh em. Màn hình 5.5 nha, RAM 332. Pin con này là 3.300. Máy thì vỏ lưng sao xuất sắc, máy nguyên zin. Được cái kính đẹp anh em. Kính đã dán mua thì mình dán cái lực cho anh em luôn nha. Kính rất là đẹp. Chức năng full nha. Wi-Fi các kiểu ha, ok. Máy còn riêng nên màn rất là sắc nét nha, giá 1.500.000 nha anh em. 1.500.000 kèm sạc dán kính. Oppo F1S nha anh em. Con này bán RAM 4 nha anh em, bán nội địa ha. RAM 432. Màn hình 5.5 nha. Pin 3075. Đó, kính này kèm sạc beng luôn. Máy riêng đẹp nha anh em. Máy riêng đẹp ha, có ốp lưng cho anh em luôn. Đó, thật sáng đẹp luôn, màn ok luôn. RAM 432. Chức năng ok nha. SOS nội địa giá 1550 nha anh em, 1550. Máy cực đẹp luôn. Rồi, mình còn một con Sony XA Ultra anh em, màn hình 6 inch. Xài chống cháy rất ok nha. Máy như clip mình quay luôn. Vỏ còn đẹp. Kính không trời nha. Xem YouTube rồi thoải mái. Nên gì kết nối wifi xem YouTube. Loa rất rộng lớn nha, rất nghe rất sướng nha. Test camera còn ngon, cũng còn chụp ok luôn. Sony XA Ultra màn đẹp nguyên zin, bán giá màn hình nha anh em 850, 850k. Máy hơi hao pin nha anh em, máy hơi hao pin ha. Đó, bán giá màn hình thôi. Màn hình 6 inch, RAM 316, pin 2007, pin hơi thấp. Đó, để anh em giá 850 thôi. Pin nó hao tí thôi, còn xài ok hết. Tiếp theo là Samsung iPhone 6S. iPhone 6S chức năng full, 16GB pin yếu nha. Con này pin yếu, anh em nào thích thì thay. Pin 100 nhé, sorry. Con này lộn ngon kia, con này pin 100. Chức năng vân tay vân chân đầy đủ, vỏ hơi xấu thôi. Vân tay này 16GB, màn đẹp, vỏ hơi xuất sắc. 16GB 6S, con này để em giá 2 triệu tròn, 2 triệu tròn nha anh em. Máy thì như clip mình quay luôn. 2 triệu. Kèm sạc đầy đủ. Tiếp theo là con Ribey 37 bản hàng màu xám lông chuột xanh xám. RAM 332 nha anh em. Màn hình 5.5, pin 3.3. Ngoại hình rất là đẹp nha. Kính đặc biệt không có xước. Màn nguyên zin, chức năng full. Galaxy Y3 RAM 332. Con này để anh em giá của nó là 1750 nha. 1750 nha anh em. Giá cực lực kèm sạc. Đây, một con màu đen nữa. Nguyên cặp nha. Đó, máy rất đẹp. 1750. Tiếp theo là con Oppo A37 nha anh em. Còn con này A37 ha. Màn đẹp, vỏ thay mới. Vỏ thay mới, màn 5 inch. RAM 216 nha, pin 2630.
máy đẹp như clip mình quay nha. Chiếc này hoạt động hoàn hảo nha anh em. Chỉnh độ sáng anh em coi cho dễ. A37 8216 giá 1.500.000 nha anh em. 1050. À, tiếp theo là Oppo F7 A7 nha anh em. Oppo A7. Vỏ đẹp nha. Màn hình 6.2 nha anh em. RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4230. Máy này có thay mới này. Keng luôn. Kính cường lực đã còn guarantee luôn nha. Màn ring. Guarantee. Sáng đẹp ha. RAM 464 nha anh em. Chức năng ok hết ha. Đó, xài rất là mướt. 64GB. Con này đến em giá 2.600.000 nha. 2.600.000 ha. Kèm sạc giá cả lực cho anh em luôn. G2 Dream anh em. Samsung. G2 Dream vỏ thay mới. Màn hình 5.2. RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8 nha. Pin con này là 2.600. Thay mới đẹp trang ha. Xài chống cháy. Dung lượng nhỏ. Cái này thì anh em xài xem phim YouTube hoặc là lên mạng lướt web thôi nha, nhẹ nhàng ha. Con này để anh em giá 690k nha. 690k kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ trước khi rơi máy nha. Quá bèo. 690. Oppo F5 màu đen. Bán nội địa anh em. RAM 464 nha. Con này RAM 464 ha, máy cực đẹp luôn. Guarantee còn cho anh em này. Màn hình 6 inch. Pin con này là 3200. Pin 3200. Wi-Fi ok. Chức năng full nha. F5 RAM 464 này. Máy cực đẹp. Hôm nay để anh em giá 1850. 185 kèm sạc dạng kính nha. Samsung A600 3 màu gold. A600 màu gold bản hàng anh em, một sim. Màn hình 5.6, RAM 332, pin 3000. Sườn xước nhẹ thôi. Kính đại giá cái lực đẹp keng nha. Chức năng là full, xài ok hết ha. Để anh em như này giá 1750. 175 kèm sạc dán cái lực cho anh em luôn. À 610 1750. iPhone 8 nha anh em. Máy riêng nguyên đẹp và kèm xà beng luôn. 8 nhỏ ha, 64GB, máy riêng. Con tay vân chân đầy đủ ha, bỏ sim là xài thôi. Full vòng tay nha. 64GB, máy cực đẹp. Đó, như clip mình quay. Pin 83 nha nè, pin cao ha. Số nhỏ để anh em giá 8 nhỏ chứ, 8 nhỏ để anh em 4.4 triệu nha. 4.4 triệu giá cần lực dưới nè kèm sạc. Samsung A30. Máy Việt Nam 2 sim nha, vỏ sao 6 nha nè. Xuất sắc như clip ha, màu xanh nhạt ha. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Kính này, nói chung là đẹp keng. Kính đẹp keng, chỉ có vỏ xấu thôi. Vỏ lưng sự xấu, nói chung là vẫn chấp nhận được. Đang lại là quá xấu. A30 ha.
Con này RAM 332 nha anh em, đến em nha, 2.6 triệu nha. 2.6 triệu nha anh em. Oppo A92. Lưng sau dán keo rồi. Máy đẹp ha. Máy đẹp 98 luôn. 8.9. Con này RAM 8, bộ nhớ 128 nha anh em, RAM 8GB ha. Màn hình 6.5 inch, pin 5000. Kính còn garanti. Anh em mua mình lột dán lại miếng mới cho anh em nha. RAM 8 bộ nhớ 128. Con này ra đi giá 4.4 triệu nha nè, 4.4 triệu ha. Giá cân lực kẹp sạc. Oppo A53. Oppo A53 nha nè. Màn hình 6.5 inch nha. Con này RAM 4 bộ nhớ 128. Pin 5000. Lưng sau nhâm nhẹ thôi. Còn như là đẹp ha. Full. Máy nguyên ring đẹp. 98.9 luôn. A53 RAM 4 128. Con này ra ly giá 3.2 triệu nha anh em, 3.2 triệu ha, kèm sạc giá lực luôn. Rồi, con máy này cũng kết thúc clip hôm nay. Xin ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà.